Và Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau đi dạo chợ khu cây thương mại tại triển lãm Thạch Thất, Hà Nội. Hết sức là nhiều những cái gian hàng thương mại đến từ các tỉnh. Và trong cái khu này tôi thấy canh có một cái bể này. Trên đấy là một cây xanh cũng rất là già rồi. Cái bể canh ghi là 1921. Quá là cổ điển luôn. Và hơn 100 năm rồi các bạn ạ. Anh ấy bảo vàng 19 tuổi là nó chênh được. Anh mua đâu được cái bể này cổ quá nhỉ? 100 tuổi rồi, 102 tuổi rồi. Đây, thế này anh hỏi cái, cả cái cây xanh ở trên cái bể cổ này là bao nhiêu tiền đấy? Nhớ lắm, đây là nó vị trí tiền, 90 triệu à? Rồi, anh cho cái số điện thoại đây đó. Vâng, thế còn cái cặt xanh thế này? Đây bán lẻ rồi. Ui trời ơi, mẹ, cái bệ đẹp quá nhỉ. Cặp thì bán cặp. Quá tuyệt vời này cái bệ. Cái già cóc đế luôn, bệ rất là mịn tít chảy kín miệng chậu luôn. Đấy, em có số điện thoại đấy, bác cứ quay đấy, ai liên hệ thì gọi cho em. Dăm quá đạt đấy, già lên tại dăm chi luôn. Cái này bao nhiêu anh? Cái đấy cứ gọi điện ạ. Gọi điện đâu số đâu? Cái ạ. 9123836. Đây là số điện thoại này. Vâng. Và cây bên này cũng thế. Vâng. Cũng rất già đây. À, đang vặt hết lá cho nó trôi quả ra đấy. Vâng. Đẹp đấy. Quả rụng gần hết đấy. Rồi. Ghê lắm quả đó. Cái này khoảng bao nhiêu thì bán được anh? 40 triệu. Cái này 40 triệu. Ui giời, có cái cối xanh này hay quá. Vâng. Ui giời, nó chùn sụn này hả? Vâng, cả hai mặt luôn. Đẹp quá là đẹp. Đẹp. Dòng dòng cây lùn lực mà bonsai đạt quốc tế mất rồi. Nổi sân, nổi u cục kinh không? Ui giời, cái quả ngọn này nó mới đẹp, gốc bùa ngọn chỉ nó mới đẹp. Đây. Không vết sẹo nào. Không gì vết. Cắt giật rất chuẩn luôn. Mặt sau đẹp hơn à? Mặt nào đấy mày, ông quay quay được không? Quay cho anh giúp cái. Mặt nào cũng không phải. À rồi, sẵn mâm quay đây rồi. Ôi giời, bên này cũng thế. Đẳng cấp rồi. Đẳng cấp. Đá trên xe nhá. Đấy, chiều bạn. Cây này giờ ở cái mức giá khoảng bao nhiêu ạ? À? Đá để trên xe. Các chiều đại ca. Bao nhiêu? 45 triệu. Thế này nói 45 triệu mà 45 triệu mình cứ nghĩ là khoảng 45 triệu.
Đấy, 45 triệu nha các bác nhá. Anh em mà yêu thích thì tôi vừa soi số điện thoại của nhà vườn bonsai Lê Bang đấy nhá. Alo, giá 45 triệu hiện tại. À, có này, có điện, bạn có điện không? Đẹp quá. Khả năng là dạ. 17 bạn lên để. Phía trong này tôi thấy hình có cây mai chiếu thủy, tôi tia từ xa thấy hay quá này. Quay cho các bác xem nhé. Vâng, mai chiếu thủy lá nhỏ, đang rất là nhiều hoa đây rồi. Đây có thể đây. Địa chỉ ở Phủ Lý này. Nói chung là hàng thương mại ở Thạch Thất này chất lử nha. Chất đấy. Đây nữa. Úi giời, cây này 38 này. Nhiều quan sát. Chất lử luôn. Lâu lắm ông em đi chợ. Bán ở đâu? Không biết. Hôm nay lấy mấy cây cổ này về đi chợ thì có cây kia gọi là cây gì nhỉ? Cây nào ạ? Lá li ti kìa đây nhỉ? Đâu? Lá li ti kìa đây. À, sơn liễu. Sơn liễu ạ? À? Ừ. Cũng cây mà không biết tên là cái gì. Không ra cái gì ạ? Không chọn. Đây, có cái cây si kia muốn đến quay quá nhưng mà có người phụ nữ ngồi đấy. Cây si đẹp quá. Có đẹp. Nhưng mà có người phụ nữ ngồi đấy. Thì lại còn đẹp hơn. Phải có quen người phụ nữ mới đẹp, mới tôn vinh lên. Đứng hình luôn. Cây si đẹp quá. Ngắm từ xa cây si. Còn trong lều, trong ô kìa. Ôi, giấu ở trong đấy à. Có cái cây si đẹp quá mà có cô gái ngồi kia mình. Đứng hình luôn, không quay được. Có phải nhà vườn Hà Dần không? Ôi dồi ôi, tôi quay đây rồi gì nữa. Thế hồi ở dưới, ở trong Ninh Bình. Ninh Bình quay. Rồi, cần gì nữa? Nhớ nào là đầu óc của tôi. Đúng không? Hà Dần mà. Các anh cần đưa cho tôi cái mũ mà. Đúng rồi, chuẩn luôn, em kỳ ra cái mũ. Chuẩn chưa? Cái mũ Bác Hồ mà. Đúng rồi, chuẩn luôn. Rồi, rồi đầu óc. Thế cái cô kia là vợ chú à? Thế thì không sao, thế tôi quay được, tưởng là người bán hàng. Vâng, tôi ngắm cái cây si trong này, tôi đi vào tôi quay cho các bác xem. Cây này bao nhiêu gần đây? Cây si này bao nhiêu? 135 triệu. 135 à? Thế là từ hồi gặp nhau ở Ninh Bình bây giờ phải đến 2 năm nay rồi. Rồi. Số của Hà Dân đằng kia. Đây số điện thoại của Hà Dân nha các bác. Được. Vệ đá. Thằng kia đẹp hơn. Thằng kia có tiền. Thằng chơi thằng kia lên tiền hơn nhiều chứ. Thôi bỏ cái này đi, quay sang cái này. Nói chung là cái lô xanh của Hà Dần tôi thấy là cái chất chơi được ấy. Nói chung là có cái cơ lên tiền. Đấy, ví dụ như cái phôi này thì chả có nói gì nữa. Còn các cái dữ kiện đủ hết rồi, còn cái 34 trên này cũng nảy xong rồi, còn mỗi ngọn nữa.
Như cái này là bao tiền, cây này bao tiền? 85 triệu. Rồi, 85 triệu à? Vâng. Xong. Tìm cái phôi nào đẹp đẹp, cây nào đẹp đẹp. Vâng, ở vị trí này tôi thấy nhà vườn Hà Dần có cái bộ ba cây xanh này. À, có hai cây hai bên giống nhau lắm các bạn ạ. Chậu cũng giống nhau. Hình như là anh xếp để chơi đối xứng thì phải. Vâng, chơi bộ ba này. Chơi bộ ba đúng không? Đây. Tôi đến cây này trước này. Bộ ba này thì bao nhiêu tiền anh ơi? Bộ ba này khả năng em xin đấu giá thì ai thích thì được lại. Ai thích thì alo nhé. Rồi. Bộ ba cây tầm nhỏ, hai người bê nhẹ nhàng. Hai người di chuyển tốt đấy. Đây cái này nó theo bộ anh ạ. Nè, bộ 3 hoặc là mua 2 cây cũng được. Nó kẻ mai quay đẹp hơn, nó lọc ra, nó ra dòng này. Kể cứ quay này được. Mai đi Hải Phòng rồi. À, đi vô dài kìa. Cái này là cốc đấy luôn. Xuân. Chưa từng xuất hiện. Quay ra. Cây già cốc đế này bao nhiêu? Cây này bao nhiêu tiền? Cái này em là 75. 75 triệu. Cây này phía dưới là nó điểm cái đá tấm thủy vào thì phải. Rêu đẹp quá. Rồi. Ngày qua và bạn em tới, đúng không chơi? Nha nha. Bác ơi. Vâng, xin chào. Thôi, bà Đỗ Sinh cũng xin ôi. Vâng, chào anh. Đỗ Sinh nhá. Vâng. Chào anh. Đỗ Sinh luôn mạnh khỏe, gia đình ăn cơm thịnh vượng. Rồi, cảm ơn anh nhé. Vâng. Anh em mình lại tiếp tục đi dạo một chút tí đi. Vâng. Đây gặp mấy anh ở Vạn Phúc Hòa Đông hôm nay các anh ấy chuyển chợ Vạn Phúc Hòa Đông lên chợ lên Thạch Thất đây này. Vâng, các anh chuyển chợ Vạn Phúc Hòa Đông lên Vạn Phúc lên Thạch Thất rồi các anh ơi. Vâng ạ. Chuyển lên rồi. Di động. Đấy. Chợ di động cũng được. Cứ cái xe nhông nhông này thôi. Ông nào mà thích cây nào thì ông đi đằng trước, tôi đi đằng sau, tôi đem về tận nhà. Đi về tận nhà. Rồi, đẹp đấy. Đây là lô cây nhỏ nhỏ đây. Khu chợ cây thương mại tại Thạch Thất rất là đông vui. Càng về chiều càng đông khách là vì ánh sáng nắng nó dịu đi. Trời mát mẻ, bà con chúng ta đi rất là vui. Đây lại là con đường tỉnh lộ, đường trục. Đâm ra là xe cộ rất là nhiều. Vâng, Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta tiếp tục đi dạo những cái gian hàng tiếp theo.